Mas é aquelas molas lá, que é tudo mole. Se não tem medo, é assim, tá muito bom. Ang tungtong niya. Ay. Đây là nhà Mỹ Linh giải hạn mọi người nhé. Nhà Mỹ Linh giải hạn cuối năm. Cuối năm là Mỹ Linh năm nay là giải hạn nhé. Công nhỏ.
Bây giờ nhóc bếp để nấu cơm cho thịt cũng ăn mọi người nhé. Hiện tại gà là đã mổ xong hai con rồi. Đấy, cho vào nồi. Đây là lòng kèo gà với lại thịt lợn đen. Đấy. Cúc xương này là tí nữa rán khô, xào với hành khô nhé. Cái đồng thế rồi. Tỉnh tổ tên này mừng ta. Tổ chai này mừng ta. Đâu luôn mà chị thả chị luôn á, chị vẫn cho rồi. Thôi rồi mày em mở tao. Gà này tí nữa luộc xốc muối cho mọi người nhá. Phong tục trên quê Mỹ Linh là chỉ có gà luộc xốc muối thôi, không xào gừng như dưới xuôi nhá. Cho một phần nào xuống tài ạ. Gan lòng này mình xào với đậu giá cháu nhỉ. Đây cái này tí mình xào với đậu giá đây này. Đấy.
Thôi quá này, bật điện lên. Hôm nay là nhà Mỹ Linh giải hạn mọi người nhé. Hôm nay là mổ 4 con gà. Đấy. Để tí nữa để nguội sẽ chặt ra, sẽ chặt ra để xông muối nhá. Để chặt ra xông muối. Đấy. 6 cân thịt lợn đen nhá. Đấy, có cả ba chỉ, nói chung là toàn thịt ngon đó. Đấy. Hiện tại là thầy cúng đang cúng giải hạn nhá. Đấy. Đấy. Tại là thức ăn này đúng đang nấu chín rồi. Chờ thầy xuống là ngồi ăn cơm thôi. Thầy cúng từ lúc 9 giờ sáng mà hiện tại là gần 3 giờ chiều rồi. Đấy, vẫn chưa xong mọi người nhá. Rất là lâu. Đấy, nhà mình là rất đông người nên là giải hạn rất là lâu mọi người. Đấy. Nhưng chỉ cho là nhóc quay mất xong là sao, cho này nó ra kít sao rồi. Ừ. Đấy. Rồi chỉ chờ thầy cũng xuống là ăn cơ. Cái này tí nữa sẽ cho một ít rau rau cải vào. Đấy, cho một ít canh canh luộc rồi luộc gà. Đấy. Oh,
Cái cúng này lâu quá, mấy tiếng rồi chưa xong nhỉ? Lâu quá. Giờ là thánh thịt thôi. Chờ thầy lâu quá mọi người. Tiếp tục thấy thịt lợn đen nha mọi người nha. Đây thịt lợn đen thịt luộc đó. Đấy, trên này chủ yếu là thịt luộc sốc muối. Cái cháy lá chanh vào thì càng thơm. Đấy. Chờ mấy thầy ngồi ở xuống nữa là xong. Đấy. Hiện tại thì cũng nấu nướng thì cũng gần xong hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gần kết thúc rồi mọi người ạ. Rất là lâu, 5-6 tiếng đồng hồ. Bây giờ là đốt giấy, đốt tiền bạc cho các cụ mới xong rồi. Chỉ mơ đợi chỉ vọng ta vô.
trẻ con đông quá phải cho ăn cơm trước mọi người nhá. Đấy, số trẻ con rất là đông nên là giờ nó tối rồi, 7 giờ tối rồi, cho trẻ con ăn trước tí nữa người lớn ăn sau. Đấy, anh em đang chờ đây. Đấy. Từ từ. Từ từ đi. Bỏ lão kia vào trong này. Ồ, ờ. Nếu hầu nữa lấy phi cháu, ít phép cháu hấu là nếu hầu nữa đi. Hầu được. Giờ là bắt đầu xong rồi mọi người. Giờ là mới bắt đầu kết thúc rồi. Mấy tiếng đồng hồ rồi mới xong. Giờ đang dọn dẹp. Tất cả mọi người ăn cơm nhá.